Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng. Trung tướng Thái Đại Ngọc đã gửi tới Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, Su Phan Hà Đào Hi Quân và gia đình cùng toàn thể cán bộ nhân viên lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước Lào giao cho. Đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Trung tướng Thái Đại Ngọc cũng bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng khi thời gian qua đất nước Lào đã đạt được nhiều thành quả to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời khẳng định đây là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân các bộ tộc Lào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang quân khu năm nói riêng trong nhiều năm qua đã dành sự quan tâm hỗ trợ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững